Hello cả nhà, hôm nay mình ăn cây da đam với lại bông đu đủ nha cả nhà. Và cả nhà, cây da đam cả nhà. Và cả nhà cùng thưởng thức nha cả nhà nha. Ớt siêu cay luôn cả nhà. Quá ngon cả. Có siêu cay luôn cả nhà ơi. Đủ được nha cả nhà. Mắm siêu cay luôn cả nhà. Đủ được nữa cả. Mắm siêu cay luôn. Đây là cây da đam nhà mình có, nhà mình trồng cả nhà. Siêu cay luôn. Da đam này nó ăn vừa hơi đắng nha cả nhà, và ăn được cả nhà, mời cả nhà. Ớt siêu cay. Cây da đam cả nhà. Đây là lá lốt nha cả nhà. Cả lá lốt luôn.
siêu cay nha cả nhà. Wow. Đây rất ngon. Đây lá lốt ra nha. Ăn kèm với lẩu thịt dê là quá tuyệt vời luôn. Wow. Hơi đắng cả nhà ơi. Ớt siêu cay luôn cả nhà. Hơi đắng cả nhà. Nếu cả nhà thích video của mình á, cả nhà cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh mình nha cả nhà. Mình xin kết thúc tại đây cả nhà. Mình có bán mật ong nguyên cắt nha cả nhà, nguyên cắt và nguyên ổ luôn nha cả nhà, không pha không trộn gì hết đó nha cả nhà. Đây mật ong đúng mật ong rừng luôn nha cả nhà. Nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại của mình nha.